Ok, hôm nay mình sẽ học cái function nhé các bạn. Function, cái function trong JavaScript thì mình sẽ đi từng phần của nó ha, cái hàm, được chưa? Mình sẽ đi là cú pháp của nó. Một là cú pháp ha, cú pháp của nó. Thứ hai nữa là mình sẽ đi là các loại function ha, arrow function ha. Đấy, cái loại mà arrow function ở trong ES6 ha. Đó. Ok. Mình sẽ đi hai loại function. Cái function đơn giản của pháp và function bình thường ha. Bình thường ha, ghi chữ bình thường nó kỳ quá. Function và mình đi cái loại arrow function. Thì cô sẽ qua cái code này luôn ha các bạn. Mình sẽ vào mình cô tạo một cái file js ở đây, cô ghi là function.js ha. Ok, thì ở đây là các bạn chia sẻ về hàm cái function. Thì cái function nó là gì? Function nó là một cái đoạn đoạn code, nó thực hiện một cái công việc gì đó và các bạn tách nó ra thành một cái module, mình gọi là module hóa nó đó, thành cái module đó và được đặt tên cho nó, đúng không ạ? Thì function là việc là các bạn chia nhỏ chương trình thành các cái module ha. Đó. Thứ hai nữa là cái hàm á thì nó phải có tính tái sử dụng, có thể tái sử dụng, đúng chưa? Thì cái hay nhất của cái hàm nó lại nằm ở cái chỗ là có thể tái sử dụng. Thứ nhất là khi chia nhỏ các module đấy á thành các module nhỏ thì các bạn dễ sửa lỗi, dễ bảo trì ha các bạn. Đấy, khi lỗi là tôi biết ngay là nó lỗi ở chỗ nào, đúng không ạ? Bảo dễ bảo hành, bảo trì, dễ sửa code, đúng không? Dễ debug code, debug lỗi, ok không ạ? Và hàm nó có cú pháp như sau ha. Thì cái hàm nguyên thủy của nó, đó là cú pháp của nó sẽ là cái chữ function này, sau đến tên hàm này, sau đến móc tròn này, trong móc tròn này sẽ là gọi là danh sách tham số, đúng không? Rồi dấu móc nhọn này, trong dấu móc nhọn sẽ chứa thân hàm này, và đây là viết code ở đây này, đúng không? Viết code thực thi ở đây này, đúng không? Code thực thi ở đây này. Rồi, có thể có câu lệnh return hoặc không có này, đúng không? Có return hoặc không có, đúng không? Có hoặc không có. Ok. Vậy là danh sách tham số là cái gì? Cái tham số tức là cái đầu vào các bạn nhấn vào khi các bạn gọi hàm, đúng không ạ? Đó, tham số này có thể là gì ạ? Có không có tham số vẫn phải có móc tròn nhé. Có thể có một tham số, cũng có thể có nhiều tham số. Nếu có nhiều tham số thì các tham số cách nhau bởi dấu phẩy ha. Ok, cách nhau bởi dấu phẩy. Về tên hàm, tên hàm thì các bạn phải đặt theo quy ước đặt tên. Quy ước đặt tên là cái gì ạ? Quy ước đặt tên là thứ nhất là cái gì ạ? Cái tên hàm bắt đầu nó trong JavaScript thì không có cái này nhé. Thường bắt đầu nó sẽ là ship gạch đô la hoặc là chữ, nó không phải không chứa số hoặc ký tự đặc biệt khác nha. Đấy, bắt đầu ký tự đầu tiên á, có thể là ship gạch nè, đô la nè, chữ, đúng không? Nhưng mà để an toàn thì đặt ship gạch chữ thôi hăng, ship gạch hoặc chữ đó. Không được, không chứa số, không phải là số,
số hoặc là ký tự đặc biệt khác, ký tự đặc biệt khác. Ví dụ như là sai này, trường hợp sai này. Ví dụ như tên hàm đặt là một, một hàm, một function. Thì cái số 1 là sai. Để số 1 không đúng. Đúng không ạ? Rồi, ví dụ như là trừ tính tổng. Cái hàm có dấu trừ không có đúng. Rồi, trường hợp đúng này. Trường hợp đúng này. Ví dụ như là my function. Đấy, là đúng. Hay là ship gạch tính tổng là đúng chưa? Rồi, đó là một nhá, ký tự đầu tiên đó là có quy ước các bạn ạ. Hai nè, nó không được chứa ký tự đặc biệt trừ dấu ship gạch. Ví dụ nhỉ, sai này. Sai này là cái gì sai ạ? Ví dụ như là tính gạch ngang tổng là sai. Đúng là tính ship gạch tổng thì đúng, nhưng mà tính gạch ngang tổng là sai ha. Rồi ba này. Không được trùng với từ khóa. Không được tức là nếu vi phạm là lỗi đó. Không được tức là bắt buộc các bạn phải đó, must. Should, tiếng Anh should là có thể á, nhưng mà must là phải. Phải must. Được chưa? Không được trùng với từ khóa. Ví dụ là sai. Khi nào? Ví dụ là hàm mà đặt hàm if là không có đúng rồi. Tại vì if á, là từ khóa để các bạn thực hiện cái câu lệnh cấu trúc if. Hàm while là sai rồi. Hàm nhé, nếu mà function while là sai rồi, ví dụ thế. Nhưng mà như thế này thì đúng này. If nè. If là đúng nha. Tại vì if chữ thường nó từ khóa, nhưng if chữ hoa không còn từ khóa nữa. Tại vì ngôn ngữ JavaScript là ngôn ngữ phân biệt chữ hoa chữ thường. Nhưng mà không nên đặt như vậy. Đặt như vậy gây nhầm lẫn nhá. Mặc dù nó không bảo lỗi nhưng mà nó gây nhầm lẫn. Cho nên là đúng nhưng mà không nên nha các bạn, không nên đặt. Rồi, ba cái bắt buộc á, còn lại khoảng hai cái nên. Nên à, nên đặt tên hàm có ý nghĩa mang tính mô tả. Các bạn đặt hàm tính tổng thì nên là tính tổng hoặc hàm sum, tránh trường hợp hàm là ghi hàm 1, hàm 2, hàm 3. Đúng không? Đúng chưa? Đấy. Hàm ví dụ như là tính bình phương thì là bình tính bình phương. Hay là square. Tránh trường hợp là ghi là cũng ABC ha. Nó không sai nhưng không nên. Năm nè. Tên hàm nên tránh các từ ký tự gây nhầm lẫn. Ví dụ như là số 0 với chữ O viết hoa nó gần giống nhau. Số 1 với chữ L gần giống nhau. Các bạn viết vậy thôi chứ các bạn thử viết đây nè. Số 1 với chữ L. À cái phông chữ này nó không giống lắm. Có phông chữ nó giống cái gì các bạn? Mono, những cái phông monospace nó giống lắm. Phông này không giống lắm, nhưng có phông nó số 1 với chữ L ý với nhau. À, các bạn dễ gây nhầm lẫn ha. Đấy. Rồi 6. Tên hàm là động từ. Nó thực hiện một công việc gì đấy, cho nên nó động từ, ví dụ như là tính tổng. Chứ không ghi là tổng. Tính bình phương. Tính chu vi. Tính diện tích. Như vậy tức là tên nó phải, nó là động từ đó các bạn, nhìn là tôi biết nó đang thực hiện một hành vi nào đó, hành động nào đó. Đó thì đó là một số quy ước đặt tên. Các bạn tin cô đi, các bạn cứ chịu khó nghe, nhìn vậy tưởng lý thuyết nhưng mà sau này các bạn đi làm ấy
Các bạn phải tuân thủ rất nhiều quy ước mà các bạn nghĩ sao kỳ vậy. Nhưng đó là quy ước rồi, không có gì cả, không có gì là kỳ. Các bạn, ủa tôi vẫn chạy được mà, chạy là việc của bạn. Nhưng mà các bạn làm sai quy ước, các bạn phải làm lại đúng quy ước. Đi học thì thầy cô có thể du di, thầy cô khó khó là trừ điểm đấy, nhưng thầy cô dễ dễ chỉ có nhắc thôi, chứ còn hơi du di cho các bạn. Nhưng mà đi làm là bắt phải sửa, không sửa thì trừ lương, đơn giản thế thôi, được chưa? Đấy, bắt phải sửa không được, được chưa? Thì đó là tên hàm rồi. Thì bây giờ để cách để viết là một cái hàm nhé các bạn. Cách để viết một cái hàm mà các bạn, nhiều bạn không viết được hàm bởi vì là các bạn không biết phương pháp thôi. Có phương pháp là biết được hàm hết ha. Cô lấy ví dụ một cái bài toán như thế này nhé. Bài toán này, bài toán này là viết chương trình, viết viết hàm thôi, tính tổng hai số AB và trả về giá trị tổng. Rồi thì với bài toán này thì các bạn cần xác định cho cô mấy vấn đề như sau. Cần xác định cho cô như sau. Các bạn xác định cho cô đầu vào. Đầu vào là gì? Đầu ra là gì? Xử lý hàm này xử lý như thế nào? Và đầu ra là gì? Rồi, lý do tại sao mà cô cần các bạn xác định ba cái thành phần này, bởi vì thế này ạ. Sau này các bạn Hà làm ví dụ như nhá, các bạn đang học cái môn Node.js đi ha. Các bạn viết API. Cô lấy một cái câu chuyện là có thật các bạn đang học thôi ha. Các bạn viết API. Cái API này là để xuất ra thông tin của sản phẩm. Xuất ra toàn bộ thông tin của sản phẩm. Ok. Thì với cái hàm này thì đầu vào là không có gì cả, lấy toàn bộ đầu vào là không có. Xử lý thì các bạn viết code ha, viết viết xử lý đi ha. Từ viết đi ha rồi. Đầu ra là danh sách sản phẩm ở dạng JSON. JSON ha. Cái danh sách sản phẩm ở dạng JSON. Vậy là các bạn viết ha, các bạn viết một cái API như vậy. Rồi, cô là người ở phía client. Cô đang viết một cái giao diện của React Native. Cô để show sản phẩm giao diện một cái màn hình ha, một cái screen, một cái màn hình đi ha. Một cái màn hình. Cô show giao diện. Cô show show sản phẩm. Phẩm ra. Và cô cần gọi, cô phải gọi cái call, cái API mà các bạn bảo người ta viết đó. Giống như API của cô tên là list sản phẩm đi ha. List product đi ha. Đó. Vậy là các bạn không cần biết ở phía back end người ta xử lý như thế nào. Các bạn chỉ biết là các bạn call một cái API. Đúng không ạ? Call một cái API. Các bạn dùng fetch hay dùng đó gì đó tôi không biết, ASIOS hay gì đó, tôi call một cái đường link, một cái API. Call API và tôi không cần truyền cái gì cả. Khi gọi API đấy tôi không cần truyền cái đầu vào đầu ra gì cả, tôi không cần truyền đầu vào à, vậy là không có đối số, đối số đấy. Và đầu ra là danh sách sản phẩm. Vậy là như nào ạ? Nó ở chỗ là tôi là người sử dụng, tôi call API thì tôi không quan tâm cái ông xử lý này ông viết cái gì, tôi đâu có viết API đâu, tôi chỉ call nó thôi. Và tôi chỉ quan tâm là đầu vào là gì và đầu ra là gì thôi. Chứ tôi đâu quan tâm anh này. Vậy là các bạn lưu ý nè. Khi các bạn viết một cái hàm, các bạn phải nghĩ ngay đến cái việc là không nhất thiết là các bạn sử dụng, có thể là người khác dùng cái hàm đó.
Vậy thì khi các bạn viết hàm, các bạn phải nghĩ làm sao viết hàm mà người khác có thể sử dụng được hàm của mình một cách dễ dàng nhất. Cái hàm đấy có thể tái sử dụng được nhiều lần. Ok? Thì để làm được cái việc này này các bạn này, thì các bạn phải xác định cho cô 3 bước, 3 cái thành phần. Cô xóa cái này đi hen. Cô phải xác định 3 cái thành phần, đó là đầu vào là gì, xử lý như thế nào và đầu ra. Bởi vì cái ông kia ông chả quan tâm xử lý đâu, mình quan tâm, mình viết hàm mình quan tâm thôi. Cái ông dùng ông không quan tâm đâu, ông chỉ quan tâm đầu vào đầu ra thôi, cho nên mình phải tách nó ra, không để chung được. Đấy, tôi sẽ tí nữa có sẽ demo cái việc các bạn để chung thế nào được gọi là để chung nhá. Vậy là với bài toán tính tổng hai số đầu vào sẽ là hai số AB, xử lý sẽ là tổng bằng A cộng B và đầu ra sẽ là tổng, rất là rõ ràng ha các bạn ha. Đấy, rất rõ ràng, có 3 phần. Đầu vào là hai số AB, xử lý là tổng bằng A cộng B và đầu ra là tổng, cực kỳ rõ ràng. Rồi ha, với bài toán này tôi chuyển thành function, các bạn nhìn cách cô chuyển ha. Đây, vẫn như cú pháp ở trên này nhé các bạn, vẫn như cú pháp trên này. Cô để là cô để viết cái hàm function. Rồi bây giờ đặt tên ha. Tên hàm mình đặt theo quy ước thì cái tính tổng nó quen quá rồi. Tôi đặt là tính tổng luôn ha các bạn. À, tính tổng nó quen rồi đúng không? Rồi, để đó đã ha. Rồi các bạn nhìn cách cô viết nào. Tên hàm này các bạn có trách nhiệm đặt ha. Nó tính mang tính mô tả ha các bạn. Đó, rồi các bạn có quy ước rồi, đừng có phạm các quy ước. Ok. Rồi để ý nha, cái điều này quan trọng này, để ý nhé. Cái đầu vào mà các bạn phân tích khi nãy á, thì các bạn nó sẽ nằm ở đây AB đúng không? Đầu ra này, đấy là nằm ở return tổng nè. Ôi trời ơi, tổng nó nhắc mày ghê chứ. Rồi ok. Và xử lý là let tổng bằng A cộng B. Được chưa ạ? Các bạn thấy nó tách thành 3 phần rất rõ ràng nha. Đây là bài toán nhỏ, nhưng mà bài toán lớn các bạn cũng tách lại như thế cho cô. Những cái phần mà lớn các bạn cũng tách cho cô là như thế. Rồi hang. Đây. Cái đầu vào AB thì nó nằm ở đối số ha, danh sách tham số ha. Rồi, cái phần xử lý là đây ha. Và cái phần return, đầu ra nó nằm ở return. Rồi, thì cái này cô gọi nó là định nghĩa hàm nhé các bạn. Định nghĩa của hàm gọi là function definition. Sự định nghĩa của hàm. Tức là việc định nghĩa hàm. Đó. Đoạn câu lệnh này định nghĩa nó chưa làm được cái gì cả. Rồi bây giờ mới cái thực thi nè, là lời gọi hàm, calling function. Đây bây giờ mới gọi hàm nè, tôi tính tổng, let tổng bằng tính tổng, tôi truyền vào hai đối số là 4 và 5. Thì cái này tôi gọi là calling function, lời gọi hàm. Lời gọi hàm. Và cái hàm bây giờ nó mới thực sự nó được gọi này các bạn. Còn hàm bây giờ nó chưa được gọi đâu, nó chưa chạy. Sau đấy các bạn mới có thể lock cái tổng này ra ha. Tổng này ra. Ok. Rồi. Đấy. Ok không ạ? Được chưa? Vậy cái hàm nó thực thi thế nào nhá? Cái hàm này định nghĩa nó nằm đây cả. Đây nó chưa thực thi đâu. Đầu tiên nó gán let tổng bằng tính tổng. Khi cái điều khiển chương trình nó gặp câu lệnh tính tổng một cái thì nó chuyển điều khiển nhá về cái hàm này. Nó lấy số 5 nó để vào vị trí số A, nó lấy số 4 để vào vị trí A, nó lấy số 5 đặt vào vị trí B. Xong nó lấy tổng, nó sẽ bằng cái này là 4 cộng 5 bằng 9. Xong nó return tổng đây. Return, câu lệnh return là nó có hai ý nghĩa. Một ý nghĩa là thoát khỏi hàm,
Một ý nghĩa là trả về giá trị tại lời gọi hàm. Thế cái này được gọi là lời gọi hàm. Và nó trả số 9 tại vị trí này nè. Đấy, nó trả số 9 tại vị trí này. Và lấy số 9 gán cho tổng. Thế thôi. Vậy số 9 thế trả về tại cái vị trí này nhé các bạn. Return là trả về giá trị tại lời gọi hàm. Nó rất là rõ như thế. Câu lệnh return trả về giá trị tại lời gọi hàm. Mà cái chỗ có bôi đen đó là lời gọi hàm. Vậy nó sẽ trả cái giá trị tại vị trí đó. Xong nó lấy cái giá trị đấy nó gán cho tổng. Khéo. Đó, thế thôi. Đó là một cách viết. Các bạn có thể chạy, có vào terminal, có cài nốt rồi. À, cô vào CD ha, CDGS ha, thư mục cô vào thư mục GS, xong cô mới nốt cái file cô là function.js ha. Rồi, nó chạy ra số 9 ha các bạn. Cô truyền 4 và 5 nó chạy ra số 9. Ok. Rồi. À, rồi. Các bạn có thể viết cách khác. Ví dụ bây giờ cô nói một cái ví dụ về cái việc các bạn không phân ra ba phần nhá. À, ví dụ như bây giờ cô không có đầu ra đi ha. Cô không có câu lệnh return. Nghĩa là nó chỉ có đầu vào và xử lý thôi. Tôi không có câu lệnh return ha. Cô viết lại nè. Function tính tổng 2. Cô viết demo cho nên viết số 2. Các bạn viết thì tránh cái trường hợp để như vậy ha. Vậy thì đầu vào cô vẫn để là AB. Cô vẫn let tổng bằng A cộng B. Và cô không dùng return mà cô muốn lock ra luôn. Rồi. Bây giờ cô gọi hàm, bây giờ nó không có return cho nên nó không trả về giá trị. Cho nên cô không gán mà cô gọi trực tiếp cái hàm này luôn. Cô truyền vào số mấy có tùy mình 56 đi ha. Rồi cô chạy nè. Kết quả nó vẫn đúng nha các bạn, nó trả về tổng bằng 11. Cái số 9 là cái của cái trên. Rồi, đó là cách thứ hai, nó vẫn bình thường nó chạy được. Ok. Tuy nhiên các bạn để ý nè. Nếu như cô dùng cái cách thứ hai, cô chỉ quan tâm cái gì đấy ạ? Cô quan tâm đầu vào thôi. Đầu ra nó bị fix cứng ở trong hàm rồi, cô không can thiệp được đầu ra. Nó in ra luôn cái tổng bằng 11. Bây giờ tôi muốn sửa lại. Tôi là người gọi cái hàm, tôi muốn sửa lại cái dòng này. Tôi phải vào trong hàm tôi sửa. Đây là các bạn tách rất là rõ nha. Đây là ông viết hàm. Đây là người viết hàm. Người viết hàm định nghĩa hàm đó, hay là tôi còn gọi là viết API đi ha, tôi giả sử đi. Còn tôi đang ở đây là tôi đang người dùng hàm. Hay là tôi gọi call API đi ha. Cái này không phải API nhưng mà tôi ví dụ đi các bạn để có cái hình dung ha. Đấy, giống như trên này thì cái này là đây là người viết hàm. Người viết hàm thì viết ra anh này. Còn tôi bây giờ là một người khác nha, tôi là người dùng hàm. Ok. Thì các bạn để ý này. Nếu tôi là một người dùng hàm trong trường hợp này, tôi sẽ không can thiệp được đầu ra tại vì đầu ra nó viết cứng rồi. Bây giờ tôi muốn đổi đầu ra tôi phải gọi đến nói trao đổi với người viết hàm á. Làm ơn đổi tôi cách để xuất ra thông tin, tôi không muốn xuất ra thông tin như vậy. Đúng không ạ? Vậy là các bạn là người dùng hàm, các bạn rất là thủ động. Tại vì các bạn bị người ta fix luôn cái đầu ra rồi, fix luôn rồi, các bạn không can thiệp được. Muốn thay đổi định dạng không thay đổi được. Đúng không? Còn nếu ở trên này thì sao các bạn? Nó khác nha. Tôi muốn xuất đầu ra kiểu gì là tôi xuất à. À. Đây. Đây tôi có led. Tôi để led A gán bằng 4. B gán bằng 5 đi ha. Đấy cái này các bạn truyền vào AB.
Các bạn để ý nè, A ở đây khác với A ở đây nha. A ở đây nó chỉ có phạm vi ở trong cái hàm tính tổng đây thôi, còn A ở đây là phía ngoài. Cái tổng này với tổng trong này cũng khác nhau nha, phạm vi nó khác nhau, hai biến nó khác nhau nha. Rồi các bạn để ý nè, tôi có thể thay đổi cái này. A cộng cộng B bằng tổng. Đó. Tôi có thể thay đổi cách tôi hiển thị. Được chưa? 4 cộng 5 bằng 9, tôi thay đổi cách hiển thị mà tôi không cần can thiệp vào hàm. Còn cái này không thể thay đổi cách hiển thị được, bởi vì nếu tôi muốn thay đổi cách hiển thị thì tôi phải can thiệp vào hàm, tôi phải nói ông viết hàm, ông là môn đổi giùm tôi. Trong khi đó cái cách ở trên nó linh động hơn rất là nhiều. Cách ở trên đó, các bạn thấy là tôi muốn đổi gì là việc của tôi không can thiệp cái hàm phía trên luôn. Thấy không ạ? Đó nha, đó là hai cách viết khác nhau các bạn nhé. Rồi. Vậy thì các bạn sẽ thấy là lời hài của cái việc các bạn chia thành ba cái phần riêng biệt đó. Đó là khác nhau hoàn toàn ha, nó linh động hơn rất nhiều. Rồi có một trường hợp thứ ba nữa. Tức là tôi viết hết trong hàm. Bốn trường hợp cơ nhưng thôi tôi để một ba thôi. Tôi viết hết trong một cái hàm thì hàm này không có tính tái sử dụng các bạn ạ. Cái hàm này thì tôi khuyên các bạn không nên. Nghĩa là tôi không có đầu vào, không có đầu ra, tôi chỉ xử lý luôn. Đầu ra vào và đầu ra tôi nhét chung vào trong hàm hết. Ví dụ như function tính tổng 3 đi ha. Tôi làm ba cái xương xương thôi. Không có đối số, không có đầu vào tức là không có đối số. Ở đây các bạn ghi là gì đấy ạ? Let A gán bằng prompt nhập A vào đây. Đấy. Rồi let B gán bằng prompt. Rồi các bạn gán nhập B vào đấy. Đúng không? Sau đấy các bạn mới let tổng gán bằng A cộng B. Xong các bạn mới log ra tổng bằng, đúng không, cộng tổng. Thấy không ạ? Nó không có đầu vào, nó không có return, không có đầu ra và tất cả xử lý. Đương nhiên khi khi cái này các bạn sẽ gọi call á. Được không? Đấy, prompt thì nó phải các bạn phải chạy trên browser. Nó bỏ lỗi các bạn, prompt các bạn phải chạy trên browser ha, chạy đây không được. Prompt is not defined này hang. Cái này phải chạy trên browser mới có ha, Windows. Rồi, vậy thì thay vì A prompt này đi. Các bạn nhập số 4, nhập số 5. Đúng không? Đấy. Log ra. Nó là tổng bằng 9 thì các bạn thấy là nó không được can thiệp đầu vào luôn. Nó được không được can thiệp đầu vào luôn. Giả sử các bạn can thiệp đầu vào vào đây. Okay. Nó còn không được can thiệp đầu vào luôn. Đấy, nó cùng cùng phạm vi mà nó đặt trùng tên là lỗi các bạn nhé. Hai A và B trên này, A B dưới A B mà đặt cùng cái phạm vi á thì nó báo lỗi. Còn cái trong hàm là nó có phạm vi trong hàm, nó không có ảnh hưởng gì hết ha. Đây, ở đây các bạn được can thiệp đầu vào. Ở trên được can thiệp cả đầu vào và đầu ra. Còn ở dưới này thì không được can thiệp gì cả. Đầu vào cố định và đầu ra cũng cố định luôn rồi. Thậm chí là như thế ha các bạn. Không cho người ta thay đổi gì cái đầu vào và đầu ra kiểu như thế. Prompt thì có thay đổi được nhưng mà cái thông báo không thể thay đổi được. Cái in ra cái thông báo không thay đổi được. Đấy, đó là một cái vấn đề rất là lớn ha các bạn. Được chưa? Đó là tôi giải thích. Học kỹ nha các bạn, cô giải thích các bạn là vì sao khi các bạn viết hàm hoặc là viết API ha, các bạn phải xác định cho cô này, đầu vào là gì, xử lý của nó là gì và đầu ra cái gì. Rồi cô lấy một cái bài toán khác cho các bạn nhé. Đây, viết hàm kiểm tra một số nguyên có phải là số nguyên tố hay không?
Đấy, cô lấy ví dụ hơi toán học một xíu, bởi vì nó ngắn ha. Rồi, hoặc là số chẵn số lẻ gì đó ha. Thôi, số chẵn số lẻ cho các bạn dễ đi ha, để nguyên tố tự nhiên viết dài. Kiểm tra một số nguyên có phải là số chẵn, số chẵn thôi nha hay không. Tôi chỉ cần biết nó số chẵn hay không. Nếu số lẻ thì không phải số chẵn thì nó là đương nhiên là số lẻ, đúng không? Rồi, à, số chẵn hình như là odd đúng không? ODD á, ODD là số chẵn, even even là số lẻ đúng không? Even là số lẻ. Rồi, vậy thì mình cũng phải xác định đầu vào đầu ra thôi. Đấy, đầu vào thì đọc đề các bạn biết là kiểm tra một số nguyên thì mình phải nhập vào số nguyên để kiểm tra, thì đầu vào rõ ràng là một số nguyên. Rồi xử lý thì đoàn kết kiểm tra thôi, kiểm tra chẵn lẻ thôi. Và đầu ra này các bạn, cái này quan trọng này, đầu ra rất là quan trọng. Khi đọc bài các bạn phải biết xác định được đầu ra. Khi tôi gọi cái hàm đấy, nó phải check được có phải là số chẵn hay không. Vậy thì phải hay không phải, phải là true, không phải là false, đúng không? Thì đầu ra mình xác định nó là boolean, là cái luận lý nhị phân true hoặc là false. Đấy, tức là khi đọc bài là mình đã phân tích rồi, mình phải phân tích rồi, mình đọc mình phải hiểu nhá. Không hiểu thì cứ hỏi, hỏi xong làm 10 lần các bạn sẽ quen à. Các bạn đừng có sợ. Tại sao cô biết? Tại vì là cô làm nhiều rồi thì cô đương nhiên cô sẽ biết, đúng không? Nếu các bạn không biết các bạn cũng đừng có ngại ha. Các bạn hay ngại, ngại hỏi, đừng ngại hỏi. Ok. Đấy, làm ơn hỏi giùm cô cái ha. Đấy, bây giờ mình phân tích đi ha. Các bạn thấy mình phân tích cái là ra liền, là viết được liền thôi. Phân tích được là các bạn viết được ha. Viết một hàm kiểm tra một số nguyên, vậy là cái đầu vào phải là có số nguyên mới kiểm tra được chứ. Rồi, phải là số chẵn hay không. Thì có chữ hay không á, nó là số chẵn hay không. Thì hay không đó, yes or no đó, thì phải trả về true hoặc false. Kiểm tra một số có phải số nguyên tố hay không thì cũng là yes or no. Kiểm tra một cái ngày nhập vào có phải là ngày hợp lệ hay không cũng trả về yes or no, kiểu như thế. Kiểm tra là một cái email đã tồn tại ở trong cái database hay chưa, trong cái bảng user hay chưa, thì tồn tại là yes, không tồn tại là no, ví dụ như thế, đúng không ạ? Khi các bạn cũng trả về yes no thôi. À, đó là cách các bạn xử lý ham. Rồi, bây giờ mình viết hàm thôi, function. Thường viết hàm kiểm tra yes no thì cô hay để chữ is, odd. Odd là số chẵn ha. Tôi hay quên giữa chẵn và lẻ, không biết cái nào odd, cái nào even. Even có cái even là chẵn hay lẻ đúng không? Odd, even. Rồi, đầu vào là một cái số nào đó, a, x, y gì đó tùy các bạn. Nó là đối số, tham số đặt. Rồi, return, return boolean. Boolean thì cứ return true hoặc return false để đó, cứ để đó đã. À, bây giờ mình mới xử lý là đầu vào này, rồi là x nè, đầu ra này, boolean cô cứ để đó đã, đúng chưa? Rồi bây giờ nè, mình sẽ kiểm tra nếu x phần trăm cho 2 mà bằng bằng 0 thì return true, là số chẵn là return true, ngược lại return false. Một là các bạn sẽ đổi cái này thành return false và cái này các bạn return true cho cô. Rồi cô sẽ giải thích nha. Không quan trọng nha, giải thích nào, nghe nào. Nó sẽ kiểm tra nếu đúng là số chẵn
tức là chia lấy phần dư cho hai là số chẵn, thì tôi sẽ trả về là đúng rồi, ok chưa? Mà nếu như các bạn nhập vào số 4, nó kiểm tra số 4 là số chẵn thì nó return true và nó dừng. Câu lệnh return là vừa thoát khỏi hàm và vừa trả về giá trị tài liệu của hàm luôn. Và khi nó gặp return nó thoát khỏi hàm luôn. Nó trả về cái này là true. Còn nếu như các bạn nhập là số 5 thì nó kiểm tra này điều kiện sai. Điều kiện này sai, nó sẽ không rơi vào đây và nó return false luôn, trả về là sai. Đó. Cái này là định nghĩa hàm đúng không? Bây giờ tôi gọi hàm này, bây giờ tôi là người gọi đúng không? Đấy. Giả sử các bạn có let xyz thì đó bằng number, giờ tùy các bạn ha, 5 5 bằng số 4. Đó. Các bạn mới check if is odd của 4 của cái z. Nếu mà trả về true thì tôi sẽ log ra cái thông báo là đấy chưa, z là số chẵn. Còn ngược lại thì log ra z là số lẻ. Okay. Rồi, chạy thử nhé. Nó ghi 4 là số chẵn đúng không? Rồi bây giờ tôi thay bằng số 11 đi ha. Log là 11 là số lẻ. Thấy không ạ? Đấy. Thì các bạn để ý là khi các bạn biết cách làm thì các bạn làm lẹ lắm. Các bạn chỉ cần xác định đầu vào, xử lý và đầu ra. Đó là cách các bạn viết hàm. Ok chưa ạ? Cách các bạn viết hàm. Đó. Rồi, các bạn về làm một vài cái bài tập cho cô nhé. Bài tập này. Ok. Một là bài 1, viết hàm kiểm tra một chuỗi nhập vào có chứa số 0, số hay không. Hơi khó ha, khó không? Số là từ 0 tới tới 9 á, là số. Nghĩa là nó tồn tại từ 0 tới 1, bất kỳ một số nào thì trả về là yes, có. Còn nếu không thì bảo về no, không. Đúng không? Làm chơi cho vui thôi. Rồi, bài 2. Viết một hàm kiểm tra username và password có phải là hường tt 123, username hường tt và 123 hay không? Đấy. Tức là bài đăng nhập đó, kiểm tra thêm username có phải hường tt và password có phải 123 hay không? Thì các bạn cũng xác định đầu vào là username, password, đầu ra sẽ là true hoặc false thôi. Cứ hay không đó thì nó đều trả về boolean á, thử cái nha. Rồi bài 3 chơi chơi này, bài 3 dễ nào, viết hàm tính bình phương một số và trả về bình phương số đó. Đó, dễ. Viết hàm chơi thôi, viết một hàm kiểm tra số nguyên tố, viết một hàm kiểm tra ngày tháng hơi dài ha. Đó, thế thôi. Hôm nay mình làm đến đây nha. Ok. Rồi, cô end stop.